Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin tức sau 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ giới thiệu cho các bạn thông tin về Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16 tháng 10 năm 1962, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông. Ông lần đầu trúng cử Đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Đắk Nông, gồm có các huyện Đắk Min, Cư Giúp và Cờ Lông Nô. Ông Bùi Thanh Sơn quê quán ở phường Tây Mỗ, huyện Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông hiện cư trú ở số nhà A26, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông tốt nghiệp giáo dục phổ thông, tốt nghiệp hệ 10/10 tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng. Năm 1984, ông tốt nghiệp chuyên ngành ngoại giao, trường Đại học Ngoại giao Việt Nam, nay là Học viện Ngoại giao, học khóa 1979-1984. Năm 1991 đến năm 1993, ông là thạc sĩ quan hệ quốc tế Đại học Columbia, Hoa Kỳ, thông thạo các tiếng Nhật, tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 11 tháng 6 năm 1986, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9 năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao với vị trí là cán bộ nghiên cứu tại Học viện Quốc tế Bộ Ngoại giao. Sau đó ông lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí phó ban, rồi trưởng ban Âu Mỹ, Chánh văn phòng Học viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 1 năm 2000, ông được cử giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 7 năm 2003, ông công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Singapore với cương vị tham tán công sứ. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009, ông giữ chức Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009, ông giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đối ngoại Bộ Ngoại giao. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 6 năm 2012, ông còn đảm nhận các chức vụ trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam Liên minh châu Âu, EU. Tháng 11 năm 2009, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 11 năm 2010, ông kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, ông kiêm nhiệm Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015. Tháng 2 năm 2015, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 3 năm 2015, ông được giao làm Ủy viên kiêm Tổng Thư ký Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tháng 5 năm 2016, khi lần lượt được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 và tháng 5 năm 2016, ông đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm việc ở Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Đắk Nông, gồm có các huyện Đắk Min, Cư Giúp và Cờ Rông Nô, được 140.073 phiếu, đạt tỷ lệ 79,52% số phiếu hợp lệ. Thời điểm này, ông đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Tháng 4 năm 2020, tại quyết định số 466/QĐ Thủ tướng, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là lần thứ 3 ông được Thủ tướng bổ nhiệm. Ông được gộp các giải thưởng như Huân chương Lao động hạng 3 năm 2011 vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 2014 vì có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và triển khai nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Huân chương Isala hạng 3 của Chính phủ Lào năm 2014. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011
vì có thành tích xuất sắc trong đàm phán hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2004-2008, bằng khen Bộ trưởng Ngoại giao năm 2005 về thành tích có nhiều đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp ngoại giao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.